Đầu tiên thì tôi xin thắp một cái nụ đàn hương nha các bác nhé. Ở đây là cái nụ đàn hương nguyên chất. Đó. Đốt lên cái là đã thơm phức rồi. Rất là tuyệt vời các bác ạ. Nay thì tôi xin giới thiệu đến các bác cái mẫu 108 hạt chuỗi gỗ vương mộc tử đàn size 8 ly. Cái size 8 ly này rất là phù hợp với bác nào mà lần hạt rồi thì quấn đeo tay hoặc là làm dây chuyền, đeo dây chuyền lên cổ này các bác. Đó, tôi đang đeo dây chuyền 8 ly nhé, đeo cả trầm và cả tử đàn. Tôi đang đeo một sợi trầm này. Sợi trầm của tôi đang đeo đây. Đó, size 8 ly này rất là phù hợp với anh em nào mà cỡ tầm 70 80 cân, 75 cân. Đeo dây chuyền rất là vip luôn. Tôi sẽ test cái sợi này, test nước trước khi mà gửi cho khách nhé. Đó. Chìm nước 100% nha các bác. Hôm nay thì có một sợi anh này anh cũng ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, nhưng mà anh ấy cũng đã theo dõi một hồi shop mà một thời gian rồi. Và hôm nay thì anh ấy lấy cái sợi này, thứ nhất là anh ấy trải nghiệm cái chất gỗ, anh nghe nói là giới thiệu trên kênh của tôi mà cái chất gỗ của nó rất là cứng bền đẹp và hương thơm của nó rất là dễ chịu, nó thơm rất là nhẹ dịu nha các bác. Và đặc biệt là cái chất gỗ của nó bóng đẹp thì anh ấy thích cái loại gỗ nào mà nó bóng đẹp ấy, cứng bền ấy. Đeo nó xuống màu sậm, anh ấy thích cái màu nó tối tối màu. Đó. Thì anh ấy lấy cái tiểu diệp tử đàn Ấn Độ này, vương mộc tử đàn. Thì sợi này thì tôi cũng sẽ test nước rồi. Đó, chìm nước 100% nhé các bác. Và một sợi 16 ly. Đó, một sợi tay đeo tay nữa. Đeo tay anh ấy lấy một combo này luôn, tôi sẽ test chìm 100% đấy các bác, chìm nước 100% luôn, rất là chất lượng. Riêng cái dòng gỗ vương mộc tử đàn này quá là tuyệt vời, khỏi phải bàn về chất lượng rồi các bác nhé. Ở đây thì tôi cũng có một số cái mẫu size nhỏ hơn như là 10 ly này, 10 ly cho nữ, hoặc là đốt trúc 12 ly, vòng tay 14 ly hạt tròn, vòng 12 ly nữa nhé, hạt tròn nữa nhé các bác, 12 ly. Nói chung là đầy đủ các size, các cái hạt, cỡ hạt đầy đủ hết các bác. Các bác đặt hàng theo yêu cầu là bên tôi sẽ làm theo yêu cầu cho các bác nhé. Những cái vòng như này thì nó chìm, rủ nhau chìm luôn. Chìm 100% nhé các bác. Cái hàng chất lượng vương mộc tử đàn. Ngoài cái vương mộc tử đàn này thì tôi còn cái thằng dòng lưu ngọc am này. Lưu ngọc am này thì dòng 20 ly này cũng chìm nước này các bác này. Đó, tôi cũng lấy cho một anh Bình Dương. Anh ấy cũng thích cái vòng ngọc am này lâu rồi. Các bác biết về hoàng đàn nhiều nhưng mà các bác ít ít bác ít người biết về cái dòng gỗ lưu ngọc am này. Thì ở trên kênh Mộc Phương Shop này thì cũng có đăng, nhưng mà đăng ít hơn là hoàng đàn đúng không? Ít hơn đàn hương hay là huyết long. Nhưng mà riêng nu ngọc am này, thứ nhất là về chất gỗ, thứ hai là về hương thơm của nó rất là tuyệt vời các bác nhé. Cái hàng 20 ly nu ngọc am chìm nước này, chìm nhé các bác cho nước là nó chìm luôn đấy. Hàng này rất là nhiều dầu, nó chứng tỏ là nó là rất là nhiều dầu trong. Bình thường là ngọc am nó ít khi chìm lắm, vì cái chất gỗ cũng như là cái dầu của nó không thể nào mà đến độ đến tối được, tới được như là thằng hoàng đàn. Hoàng đàn thì nó chìm nó hiếm rồi, nhưng mà ngọc am này thì hàng chìm nó cũng, hàng lu chìm nó cũng khó và hàng dễ chìm nó cũng càng khó nha các bác. Vì cái chất gỗ của thằng ngọc am này nó không thể là bằng cái thằng tử đàn này được các bác. Tử đàn này thì nó chìm 100%, nhưng mà ngọc am này nó nổi nhiều nhá các bác nhá, nó chỉ cũng nắm 10% đến 15% chìm ở ngoài tự nhiên thôi, chứ còn toàn bộ là lại là nổi hết các bác.
nó không có nhiều chất dầu đặc và chất gỗ nó biến đổi đặc như này để nó chìm đâu, nó hiếm lắm. Đó. Nu ngọc am 20 ni nhé các bác. Ở bên tôi đang có cái nô 20 ni nu ngọc am chìm. Các bác nào mà thích thì có thể nhắn tin trực tiếp hoặc gọi điện trực tiếp bên tôi nhé, để bên tôi tư vấn cho các bác. Đây, đựng trong cái hũ nha, gửi hàng cho các bác nhé. Đó, rồi clip xin tạm dừng. Cái nụ này, cái nụ đàn hương cháy nâu hết đấy. Nó được khoảng, mới cháy được khoảng 5 phút, 6 phút mới được một cái đốt nụ bên trên thôi. Này nó phải cháy tầm 20 phút nha các bác. Rất là thơm nụ đàn hương. Nụ đàn hương, nụ hoàng đàn, nụ trầm. Rồi, cuối clip xin chúc các bác thật là nhiều sức khỏe và hy vọng các bác sẽ lựa chọn được những sản phẩm ưng ý tại Mộc Khuy Shop. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo nha. Xin chào.